Bản tin y tế 24 giờ và sau đây sẽ là những nội dung chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 13, thêm 2 ca COVID-19 tại ổ dịch Hạ Lôi, một người là công nhân công ty Samsung, Hà Nội, điều 15 đội phản ứng nhanh về ổ dịch thôn Hạ Lôi. Mỹ tuyên bố thảm họa quốc gia do đại dịch COVID-19. Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 13. Những người mua hoa, buôn bán hoa và những người có mặt tại chợ hoa Mê Linh từ ngày 20 tháng 3 đến nay được khuyến cáo khai báo y tế. Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị tất cả những người thu mua, buôn bán hoa và những người có mặt tại chợ hoa Mê Linh, thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội trong thời gian từ ngày 20 tháng 3 đến nay liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Nhắn tin tới số 8889, cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình, thực hiện cách ly tại nhà. Sáng nay, ngày 13 tháng 4, Bộ Y tế thông báo thêm 2 ca bệnh COVID-19 là các bệnh nhân 261 và 262 tại Việt Nam đều ở ổ dịch thôn Hạ Lôi. Một bệnh nhân là công nhân công ty Samsung Bắc Ninh. Theo Bộ Y tế, bệnh nhân 261 là nữ, 60 tuổi, trú tại xóm Hội, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân bán tạp hóa tại chợ Hạ trong xóm Hội, được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11 tháng 4 và xét nghiệm ngày 12 tháng 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 262 là nam, 26 tuổi, trú tại xóm chợ, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là công nhân công ty Samsung Bắc Ninh. Ngày 27 tháng 3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân 254 là bác của bệnh nhân. Ngày 31 tháng 3, bệnh nhân có xuất hiện ho khan, sốt. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11 tháng 4 và xét nghiệm ngày 12 tháng 4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Sở Y tế Hà Nội cho biết, chiều ngày 12 tháng 4, thành phố điều động 15 đội phản ứng nhanh về huyện Mê Linh hỗ trợ địa phương khoanh vùng dập dịch COVID-19 tại thôn Hạ Lôi. Các đội phản ứng nhanh này sẽ hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Mê Linh khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại ổ dịch thôn Hạ Lôi. Tính đến sáng ngày 13 tháng 4, thành phố Hà Nội đã ghi nhận 112 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, có 2 ca mắc mới ghi nhận trong sáng nay đều liên quan tới ổ dịch Hạ Lôi. Để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ xã Mê Linh, chính quyền địa phương đã khoanh vùng, thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thôn Hạ Lôi với 11.077 khẩu trong 28 ngày. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 6.895 người. Hiện đã có kết quả của 1.675 mẫu, tất cả đều âm tính. Lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ phải tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia. Tuyên bố được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra áp dụng cho tất cả 50 bang vì đại dịch COVID-19 vào ngày 12 tháng 4 giờ Việt Nam. Theo Fox News, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Judy xác nhận, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ công bố tình trạng thảm họa lớn tại 50 tiểu bang vì cùng một mối đe dọa. Theo cập nhật mới nhất từ trang World Matter, Mỹ hiện có 558.447 người nhiễm virus corona và 21.991 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện, Mỹ là nước đứng đầu thế giới về số ca nhiễm cũng như số ca tử vong. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ là thành phố New York với 6.898 ca tử vong. Tuyên bố thảm họa do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tại bang Wyoming sẽ mở đường cho việc cấp ngân sách và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho chính quyền và các tiểu bang, các tổ chức phi lợi nhuận trên cả nước. Tính đến sáng nay, ngày 13 tháng 4 giờ Việt Nam, theo trang World Matter, trên thế giới có hơn 1,8 triệu ca nhiễm, hơn 114.000 người chết do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong những bản tin tiếp theo.